Xin chào các bạn đến với kênh của Cường Hải Phòng. Về vụ việc ông bạn là Tuấn mất ấy, là có người đến người nhà đến nhận rồi. Đấy, là coi như là người nhà đến nhận và cũng được bên bên phường 7, chủ tịch phường 7 rồi những người người ta làm từ thiện đấy. Em cũng ủng hộ tiền bạc được gọi là giúp đỡ gia đình bạn Tuấn. Là đêm qua là chị bạn ấy vào rồi 12 giờ đêm, là coi như là bởi vì các bạn biết sao, nhà bạn Tuấn ấy là bạn là xa lắm, ngoài Thanh Hóa, có bà chị ở ngay Sài Gòn mới biết tin. Thì hôm qua tôi đăng thì bắt đầu mọi người nhận được, người ta mới biết và nhận. Đấy, thì thế là coi như là hôm nay thì chỉ lo toan là các kiểu thì tôi cũng nhẹ lòng. Đấy, thì nếu mà trong trường hợp mà không có ai thì bên hôm qua, trưa hôm qua thì cơ quan người ta cũng gọi là ủng hộ người ta sang người ta khám khiếp. Thì nói chung là bạn tôi nó bị ngã giáo. Đấy, nói chung là bị vỡ hộp sọ. Tôi đến thì thấy tôi vá hết từ đầu đến cuối luôn. Nhìn. Nhưng mà đã bị vỡ hộp sọ, khó sống. Đấy. Thì hôm nay thì đêm qua gia đình đã vào rồi. Và hôm nay chắc no toan thì cũng không biết là đưa bằng hình thức thiêu hay là đưa cả xác về ở trong này đấy, là chính xác ở bệnh viện đấy là có những cái chuyến xe không đồng anh em nhé. Mấy hội từ thiện đấy, thiện nguyện, nhóm thiện nguyện thì thôi cũng thế, cũng là một phần gọi là cho bạn là tôi nó được về nơi an nghỉ cuối cùng. Vậy là tôi cũng gọi là một chút nó đỡ gọi là chạnh lòng. Mấy hôm bạn tôi bị tai nạn thì tôi cũng lên 2-3 ngày em buồn, người nhà không có, đất khách quê người, khổ lắm anh em. Rồi đấy, đấy sự việc là như đã thế là đã chấm hết anh em nhé. Rồi cảm ơn sự chia sẻ của anh em, bà con, bạn bè trên mạng. Hôm nay là đã coi như là việc của bạn Tuấn là đã là xong rồi. Tôi thì cũng không có gì hơn ngoài hai lời chân thành cảm ơn mọi người. Xin chào.